Rồi thiệt kinh điển luôn á, phải nói là kinh điển luôn. Chú Phát không mà giữ luôn người mới nữa. Sao mà ngày xưa sao mà chú có cái hơi mà để hát giữ người ta. Thử luôn á. Bà nhớ tù là một lần nữa rồi đêm nay tiếng mơ con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà mẹ bây giờ con nhớ anh không tôi mơ nay con phải xa gia đình tôi cũng thân một mình ở chỉ là người cha ca sĩ nói nghe tin mình con sao biết thờ dù thân còn thờ đó đối biết nhờ ai đờ nói cho đâu biết đến ngày mai mắt con xin chào con nhớ mẹ là buồn quá ha. Bài đó nghe buồn thiệt ha. Bài đó nhớ mẹ lắm. Anh khi nào cũng hay nhớ mẹ hay hát bài đó. Bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi chắc mẹ đã đầy nắng tầm xưa không ở ngoài cả. Hai mấy nhánh luôn hả? Dữ vậy? Vừa hãy vlog xin kính chào cô chú anh chị nha. Từ lại có nhiều anh em đến là
đến là rất là sớm luôn quý chú chị. Mỗi người một tay thì nó mỗi người một tay một việc thì làm rất là nhanh luôn. Người thì ảnh hình, người thì làm hoa nào lắm. Đây là ba cái phương mà cô vừa biến đò hôm nào cũng là như mình đã là tháp dần của chị. Đây bộ lý hưa đi ấm hương này là biết là đá gì không? Hôm trước đi có nói rồi. À, tối là mấy giờ mới có anh? Tối mấy giờ là... Không, anh quay buổi chiều á là Thảo nhờ anh luôn á. Anh vừa bước xuống là... Nhưng mà lúc đầu thì anh chưa biết cái gì, khi nào mà ghim vô á là mới biết. Không biết bố quỷ cái giả nào ở bên Mỹ á, nghe Thảo á. Để tút xuống bằng kia kìa. Trời ơi, vậy nặng gần chết luôn. Để chai. Nặng lắm hả? Nặng lắm, mất phải đem ra ngoài. Ủa cái tấm hình này mình để đâu anh ơi? Hả? Tấm hình đó hả? Tấm hình đó gì để bên góc này gì vậy? À đúng. Cái này đó gì để bên đây cái. Cái này đúng không? chút cái gì trong như chút lại. Tiếp luôn hả? Hết hình kìa. Ủa bà đó hả? Tiếp là hả? Thank you.
bến đời người xưa nước mắt trái ngược trong tim rồi. Ca sĩ này là ai? Mồ người xưa. Ca sĩ này là ai đây? Giờ mình coi mình tham khảo.